Trong tuần trước, Sở Di dân đã triệt phá tập đoàn buôn người đứng sau vụ du khách Việt bỏ trốn. Ngày 29 tháng 1 đã tiến hành trục xuất người đầu tiên về Việt Nam, đó là một phụ nữ 50 tuổi họ Nguyễn, để cho người phụ nữ này kịp về quê đón Tết. Vì đối với người Việt Nam, Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng để các thành viên trong gia đình sum vầy. Sắp tới, Sở Di dân cũng sẽ lần lượt trục xuất các du khách bỏ trốn khác về Việt Nam. Sở Di dân đã cùng với Sở Cảnh sát phối hợp điều tra, hiện tại đã bắt được 89 người, vẫn còn 59 người nữa chưa rõ tung tích. Nếu như chủ động khai báo phối hợp điều tra sẽ được ưu tiên xử lý và sẽ nhanh chóng được về nước, cũng giống như người phụ nữ họ Nguyễn kia sớm được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Tuần trước, số lượt bệnh nhân nghi nhiễm cúm đến khám và cấp cứu đã vượt ngưỡng 100.000 lượt, tăng mới 55 ca biến chứng nghiêm trọng, chủ yếu là cúm H1N1 và đã có thêm 6 ca tử vong. Độ tuổi nhiễm cúm từ 12 đến 84 tuổi, trong đó một trường hợp bé gái 12 tuổi tuy đã tiêm vaccine phòng bệnh cúm nhưng do biến chứng viêm não quá nhanh đã dẫn đến tử vong sau 3 ngày mắc bệnh. Nguy cơ biến chứng viêm não của trẻ nhỏ cao hơn so với người lớn, đặc biệt là cúm H1N1. Kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, đã có 3 trường hợp trẻ em mắc cúm nặng dẫn đến biến chứng viêm não. Dự báo từ 30 Tết cho đến ngày mùng 5 Tết, số lượt người khám chữa bệnh cúm sẽ đạt mức từ 28.000 đến 39.000 lượt. Trong dịp Tết âm lịch, toàn Đài Loan sẽ có 154 bệnh viện vẫn mở cửa các phòng khám chữa bệnh cúm. Giả sử số, bạn có khớ sâu, thán biên nồng, phu si khuôn nán, chuẩn, xương khẩu thông, 或者是家属发现说这个病人的意识有改变，甚至是血压变低的这个情形，那我们比较希望说这类型的病人哦，应该要到大型医院轻微发烧、咳嗽、流鼻水，这类型的病人一般上到附近就近的这个院所哦去处理，应该就可以达到分流的效果。 Các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông là những điểm nóng của dịch cúm. Người dân đi du lịch trong dịp Tết này cần chú ý. Nếu như có các triệu chứng về đường hô hấp thì cần phải mang khẩu trang, tránh đi đến nơi đông người, vùng không khí không lưu thông mới có thể giảm thấp nguy cơ mắc bệnh cúm. Hàn Quốc bùng phát dịch lở mồm long móng đầu tiên kể từ khi bước vào mùa đông. Một trang trại bò sữa tại thành phố Anseong phía nam thủ đô Seoul xác nhận có 20 con bò bị nhiễm dịch. Lo sợ dịch bệnh sẽ lan rộng cho cả những trang trại kế bên, đã có hơn 600 con vật nuôi bị đem đi tiêu hủy. Trang trại này có 20 con bò xuất hiện triệu chứng như chảy nước miếng, nổi mụn nước, xác nhận đã mắc phải dịch lở mồm long móng. Bắt đầu từ tối 28 tháng 1, đã ra lệnh áp dụng biện pháp cách ly trong 24 giờ đối với tất cả nhân viên và xe cộ của trang trại trong phạm vi 3 km gần đó. Ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nai-yoon mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu tất cả vật nuôi trong khu vực lân cận phải nhanh chóng tiêm vaccine phòng bệnh. Dịp Tết âm lịch sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để phòng dịch. Ngoài ra, tại Ấn Độ, tình hình dịch cúm đã nâng lên mức báo động. Dịch cúm lợn có nguy cơ lây lan sang người do virus cúm AH1N1 đã gây ra 4 ca tử vong mới trong tuần này. Tính đến hết ngày 29 tháng 1, toàn Ấn Độ đã có 169 người tử vong do mắc bệnh cúm lợn. Theo thông tin của Thời báo Ấn Độ, vẫn còn một dạng tương tự như cúm A nhưng chưa rõ là virus gì. Trong 4 tháng trước đã cướp đi sinh mạng của 64 người, hơn nữa hiện nay vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị.